Em Thảo xin kính chào quý vị khách hàng cùng toàn thể các bạn đang xem video ngày hôm nay. Thì hôm nay em cũng xin chia sẻ với mọi người rằng là tháng này là tháng 5 2020. Có rất là nhiều những cái thông tin có lợi ích cho quý vị khách hàng cũng như là các anh chị đang có nhu cầu mua xe trong thời điểm từ giờ đến cuối năm. Thì cái lộ trình mà mọi người cũng có hay hỏi em là cái lộ trình giảm thuế ấy, là đã có chưa? Thì nếu như các cái tháng trước thì bọn em sẽ khẳng định với cả khách hàng là chưa hề có. Nhưng đến ngày hôm nay thì là đến thời điểm này là ngày 17 tháng 5 ấy, thì hiện tại bây giờ là bọn em đã nhận được cái cũng đã xem được cái công văn chính thức của chính phủ đã ký và quyết định sẽ giảm thuế xuống giảm thuế trước bạ. Không phải giảm thuế do sau xe nhá, mà là giảm thuế trước bạ, tức là cái phần thuế mà sau khi mà khách hàng mua chiếc xe xong và mang hóa đơn ra cho các chi cục thuế của các quận, các huyện để nộp thuế ấy, là sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ cho tất cả các cái dòng xe mà lắp ráp và sản xuất trong nước. Thì như ở đây thì đây là một chiếc xe Fortuner, bản này là bản 2.4 máy dầu và đây là bản số sàn. Cái bản số sàn thì ngày xưa bên Toyota đã bán rất là nhiều. Thế nhưng hiện tại bây giờ thì có thêm các cái dòng, ví dụ như là bản máy dầu tự động nữa, thì là bản số sàn này đang chững lại hơn, phải nói một điều như vậy. Thì để nếu như mà anh chị nào mà muốn đầu tư về doanh nghiệp hoặc là muốn kinh doanh về dịch vụ và tiết kiệm về số sàn, thì đây là cũng là một cái bản để mình có thể là mình để ý đến. Giá niêm yết bản này là đang là 1.033.000.000. Bản này là nếu mà tính về giảm giá thì hiện tại đại lý đang giảm giá cho bản 2019 này là giảm giá 95.000.000 trên giá thành, tức là một chiếc xe mà Fortuner bản máy dầu số sàn này thì có trị giá chỉ khoảng 930 cho bản máy dầu này. Và kèm theo với đó, nếu như anh chị mà mua xe và khi đi nộp thuế tại cái thời điểm lộ trình giảm thuế từ nay đến hết 2020 ấy, thì anh chị sẽ được có một cái lợi nữa là được giảm thêm 50% thuế trước bạ nữa. Đồng nghĩa với việc là giả sử như chiếc xe này mà 1.033 mà đăng ký tại biển Hà Nội chẳng hạn, thuế là 12% thì sẽ rơi vào tầm khoảng là 103 tiền thuế, đồng nghĩa với việc là anh chị sẽ được giảm khoảng 60 tiền thuế nữa. 50% thì là khoảng 60, thì cộng với nếu 60 triệu này cộng với 95.000.000 tiền hỗ trợ từ phía đại lý tại thời điểm này cho bản 2019 thì anh chị sẽ được khoảng độ cũng gần 160.000.000. Một chiếc xe mà giảm đến 160.000.000 là cũng là một số lượng rất là lớn và khá là có lợi cho các anh chị mà mua về kinh doanh dịch vụ hoặc là cho các doanh nghiệp có ý định mua xe cho thuê xe tự lái hay là các cái đầu tư khác. Anh chị có thể thấy đây là phần cụm đèn phía trước của bản máy dầu này. Tất cả sẽ sử dụng là đèn halogen dạng projector cho ánh sáng trực tiếp. Ở đây thì đèn sương mù đã được trang trí. Cái đầu xe của Fortuner bao giờ cũng cảm giác kiểu là rất là vững chãi và chắc chắn. Thì đi kèm với đó là cái phần lốp xe. Anh chị có thể thấy đây là lốp xe và mâm xe của bản máy dầu này số sàn. Thì hiện tại bây giờ vành ở đây là bản này đang sử dụng là vành 17 inch và phanh thì là sử dụng một cả phanh trước và phanh sau đều sử dụng là phanh đĩa. Gương của bản máy dầu này đang sử dụng là đây là sinh ra trên gương tích hợp, đây là có cả tích hợp cả gập điện và chỉnh điện ở bên trong phần nội thất. Bề bước lên bước xuống cùng với cả tay nắm cửa là cùng màu thân xe. Đặc biệt cái bản Fortuner máy dầu này mà anh chị sử dụng bản màu đen ấy là một bản cực kỳ đẹp luôn. Về nhiên liệu thì cái mức nhiên liệu đối với cái bản máy dầu này là rất là mình cần tiết kiệm mà. Cho nên khi anh chị sử dụng bản máy dầu này đối với 100 cây mà đi ở trong cái phần đô thị chỉ hết có 8,7 lít dầu. Còn ở ngoài đô thị thì hết khoảng 6,2 lít và trong đường kết hợp thì hết khoảng 7,2 lít. Em mời anh chị cùng vào trong khoang nội thất. Về phần nội thất của bản máy dầu này thì tất cả đều sử dụng bản ghế nỉ. Và hiện tại bây giờ nếu như anh chị mua ấy, thì mình có thể là mình sẽ trang bị ghế da cho bản này, tức là mình sẽ bọc da lại, nó cũng rất là đơn giản thôi. Hệ thống thì cái bản máy dầu này cũng có hai hệ thống, tức là mình sẽ gọi là hai chế độ lái. Đó là chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu, Eco là mình sử dụng trong trường hợp mà mình đi đường đô thị hoặc có những cái đường mà mình muốn đi nhẹ nhàng thôi. Ngoài ra thì có chế độ lái, đó là chế độ lái Power Mode, chế độ lái thể thao. Khi mà anh chị lái chế độ lái Power Mode ấy, thì là đương nhiên là dầu sẽ tốn hơn so với chế độ tiết kiệm nhiên liệu là Eco. Thì khi anh chị mà đi đường cao tốc hoặc những cái đường mà mình muốn trải nghiệm cái cảm giác lái thì mình sẽ đi ở chế độ Power Mode.
Hiện tại thì bản này đang bán và phân phối tại Tô Tác Pháp Vân. Nếu như anh chị mà có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm thì em mời anh chị qua Tô Tác Pháp Vân để tham khảo. Cùng với đó là những cái anh chị, chắc chắn em phải khẳng định một điều luôn là khi mà mình mua về mình làm dịch vụ hoặc là mình công ty sử dụng về các những cái chương trình của công ty thì đại đa số đến 90% bây giờ mọi người sẽ là mình sẽ vay trả góp. Thì hiện tại bây giờ TOTA cũng có những cái gói lãi suất cho anh chị vay trả góp cũng rất là rẻ. Ví dụ như anh chị vay thời điểm này là 100 triệu anh chị mất lãi là 330.000 tiền lãi. Tương đương với việc mà khi mà anh chị vay với cái số tiền lớn thì nó cũng tiết kiệm cho mình một cái số lượng rất là khá. Nếu anh chị mà vay bình thường là với lãi suất là 0,7 thông thường ấy thì bây giờ mình chỉ mất có 330.000 tiền lãi của một tháng thôi. Thì hiện tại để những biết thêm những cái thông tin chi tiết về giá xe hay là những cái chương trình tức là những cái gì mà ở trên video này mà chưa đề cập được đến ấy thì anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại của em Thảo 0986066208 hoặc là qua số điện thoại của bạn Hải 0988488803 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn mọi người tại video lần sau.